chào mọi người nha. Đó là video lặn biển tiếp theo. Hiện tại thì video này tuyên qua là tầng thứ 3. Khi mà lặn sau tầng này thì mấy anh em sẽ được ăn cơm. Chuyến này mấy anh em lặn gồng quá, cho nên thì làm từ 7 giờ cho tới 7 giờ sáng luôn nha, chứ không có nghỉ thay phiên gì hết. Một cái bàn dài thì nó sẽ có một cái tòi nè. Cái tòi này thì dùng để bỏ ốc nè, bỏ kế. Với lại một cái gan. Cái gan này dùng để nâng hải sản lên. Cứ một tăng thì sẽ bấm vô như thế này. Ok. Rồi, bây giờ thì ăn dưa sắp đầu xuống lặn. Dừa đỏ đỏ lè luôn mọi người ơi. Rồi mời mọi người đây. Dừa. Dừa mời mọi người nha. Đây mà khác luôn mà. Dừa em mà khác luôn. Một đêm lặn biển của mấy anh em gồm có 3 tăng lặn, một cứ một tăng là 2 tiếng. Cái tay của Tuyên mà chạm vào vạch nệ là lúc giảm mép tay về thả nước gương ra khỏi mặt nệ. Tuyên đang có xì tay á, còn cái đai cổ này thì giúp để Tuyên chìm ở dưới nước nhanh hơn. Khúc này là Tuyên thể tự do để cho nó tự chìm xuống đáy biển nè. Đây là một cái bụi san hô nha mọi người. San hô này Tuyên còn gọi là sò não. Cả nhà thấy những cái đường viền của nó cũng như một cái não. Ô chua chà, một em rùa biển nè cả nhà. Cái cụ rùa này thì chắc đang có ngủ ở trong cái hang. Thường rùa biển ngủ thì sẽ chui cái đầu vào trong một cái bọng. Tiền không biết sao nữa. Con này ở ngoài tiền còn gọi là đồ mồi nha mọi người. Cả nhà để ý thì cái vảy của cụ rùa này đóng đeo quét rồi. Lúc này tiền phế nó động đèn nó chạy ra nè. Là rùa biển thì được đồ quắc cấm đang đưa vào danh sách đỏ của thế giới. Cho nên chủ yếu là quay cho cả nhà xem. Nhưng mà con nhận cái chú này đẹp thật. Là đồ mồi như thế này thì nó có 13 vảy ở trên lưng. 13 vảy lớn. Rồi, giờ thì thẻ cho nó sống nè. Bye bye. Đây là một em cua gián. Có một con ốc heo. Cua gián này thì ở ngoài tiền bây giờ mua 35-40 nghìn 1 kg. Cái tháng này thì gạch của nó ăn cũng ngon lắm. Nó rất là béo luôn. Anh em sẽ bắt về bán cho thương lái. Đây cũng là một con cua nè. Mà tiền thì không biết cua này là cua gì. Cũng không phải là cua cá sài. Không phải là cua đỏ. Nhưng mà cua này thì tiền hay gọi là cua nổ nè. Giờ gần đây thì có một loài cua ăn bị ngộ độc chết người luôn. Cho nên con này tiền không biết rõ là không có bắt. Một con cái nóc. Ôi chú chà, con cái nóc phi này to chà bé luôn. Cái nóc phi này á, ở ngoài đảo Tuyên thì không ai có dám ăn. Ăn thì sợ bị say. Nhưng mà Tuyên được biết một số anh em trong đất liền như là kè né nè, rất là thích ăn luôn. Tuyên thì không hiểu sao. Nhưng mà nói mấy cái con to to như thế này hiền khô à. Cái nóc rất là hiền nha mọi người. Đẹp nữa chứ. Một em hậu hương nè. Em hậu hương này có quyền một con sao biển gà bò ở lên. Con sao biển này thì không có bắt. Tiền sẽ bắt con hậu hương. Hậu hương ở ngoài tiền bây giờ rất là được rẻ, 25.000 một con. Tiền thường hay bắt về bán cho nhà bì. Hoặc là mấy anh em tiền sẽ mua lại để gửi cho cô chú anh chị. Thêm một con nữa. Sơ sơ tiền cũng được 50k rồi. Hậu hương nhìn cho quen nha.
chứ không quen thì cũng khó nhìn lắm. Nó thì chẳng khác gì cục đế, nhưng mà cục đế bằng tiền. Mấy cái con chỗ này thì tiền chợt một hai phát là nó rụng ra ngay. Ô, anh Kim nhái đèn để tiền bắt con gì, hốt rồi con gì hay sao chứ. Ô, thì ra là một con chim xíu to khổng lồ luôn mọi người ơi. Cái nhà có thấy không? Ở trong cái hang này, chú trẻ con này to lắm nha. Tiền đã xăm được nó một phát rồi. Ồ, nó mạnh quá. Có lẽ là tiền không xăm một mình được ngay khúc này. Bạn Kim thì cũng không xăm một mình được, cho nên mới nhái đèn tiền lại. Ôi gì, nó thuộc vào trong cái hang này rồi. Hy vọng thì bạn Kim sẽ chặn đầu bên kia. Con này ở tiền còn gọi là cái con trình đen. Ồ, nó chạy ra mất tiêu rồi. Bên này thì không thấy. Đó, 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 nó chạy ra hướng này. Khi mà bạn Kim đã xăm được nó rồi. Ôi trời trời, một cái con thị quá luôn mọi người ơi. Thôi tiên đã xăm được hai cái chĩa gà vô rồi. Ú, con này to lắm. Đó chứ con này mấy anh em tiên cũng bắt về và bán rồi. Được 11kg nha mọi người. Sắp tới thì sẽ có một cái video clip làm cái con trình này ăn cho cả nhà mình xem. Chú trà nó vùng chảy ghê chưa. Tiên với bạn Kim thì không trù được nổi luôn. Kinh thiệt chứ. Con này thì ở mực nước sâu, lâu lâu thì sẽ có một vài con ép vào trên cạn như thế này để sống. Nhưng mà con này thì số xui nè, gặp mấy anh em tiên. Cái này thì đang có ghim lại để giữ thôi, còn thêm một người hỗ trợ nữa, chứ hai anh em thì không thể xăm được. Lý do là nó mạnh quá. Nếu mà một mình tiên rút cái chĩa ra là nó sẽ bị chạy mất. Cái nhà thấy đấy, cái đầu của nó rất chi là to luôn. Còn trình đen, màu đầu màu vàng. Nó thì có cái miệng giống như cái con chó. Đây, em Trương để lại để hỗ trợ cho hai anh em này. Rồi, nhờ em Trương xăm phần đầu. Có lẽ là tiên sẽ bỏ sống để nuôi cái vợt chứ không có xăm chết nha. Trình này nó mạnh lắm cô chú anh chị. Ui chùi chà, con này nó to, thật là to luôn. Lần đầu tiên mà tiên đi trong năm nay gặp được khẽ to. Bây giờ tiên sẽ kéo cái vợt xuống để bỏ một cái vợt về mang lên. May mắn nó còn sống. Bán sống thì nó sẽ được dễ hơn nha mọi người. Trình này mà bán chết là thua. Luồn cái đầu nó vuột nước, sắp đầu mới cho phần đuôi vào. Chứ còn không là cho phần đuôi vào là nó chạy, nó tông ra là bắt không có được nữa đâu. Đấy, cả nhà thấy một con mà dồn một cái vợt như thế nào luôn. Cái vợt này á, nếu mà đầy á, thì khoảng 20kg. Như là một vợt ké này thì 20kg, mà một vợt ốc là 30kg nha mọi người. Do là con trình này rất là to luôn. Cả nhà đã từng thấy con to như thế này chưa? Chứ mấy anh em tiên tận mắt là nó to kinh khủng. Đấy, bỏ vào trong cái vợt gọn gàng như thế này thì nó không có thể chạy ra được nữa. Nếu mà không có hỗ trợ ba người thì chắc con này cũng không có bắt được đâu. Sợ luôn đó mọi người, to, rất chi là to. Rồi, tóm gọn vào trong cái vợt này, mang lên hy vọng thì nó sẽ sống. Trình sống thì bán cho thương lái nó sẽ được dễ hơn là trình chết. May mắn ghê, bạn Kim để gặp được. Bây giờ thì tiên sẽ bấm vô trong cái vợt, bấm vô cái sợi dây lặn này. Cả nhà ăn cái món trình này chưa? Món trình này thì chủ yếu là âm sẻ ớt nè, ăn là hiệu quả nhất. Hoặc là âm tiêu, nướng ăn cũng ngon. Nướng nướng muối ớt các mọi người. Hoặc là chỉ phơi khô xong chiên ăn càng ngon, bởi trình béo ăn ngon lắm. Sau khi mà bắt trình xong thì sẽ chia ra để đi tiếp. Đây là ký hiệu của bạn Kim khá ok về hạ lần cái con trình này. Hiếm lắm mới được một con to như thế này. Còn đây là tiên quay một đoạn mà cách tiên sẽ phe đèn để tìm hải sản nè. Thường thì cả nhà sẽ thấy chị tiên bắt cận cảnh hải sản, chứ ở dưới nước thì mấy em tiên sẽ quét đèn như thế này. Phe đèn xe, đèn gần, đủ thứ hết.
Đấy, cứ tìm như vậy suốt 2 tiếng ở dưới nước. Rồi nhiều tiền để phát hiện ra một con hạ sâm nè. Cứ phe xe vậy rất là hiệu quả nha mọi người. Đây là con hạ sâm răng, còn gọi là hạ sâm tiêu. Loại này thì khi mà chạm vào nó sẽ phun cái tơ trắng ra để bảo vệ, tự vệ cho bản thân. Cái tơ trắng của nó thì có chất kết bám dính rất là ghê luôn. Có thể bắt trọn một con cá to. Một con cá chim nè mọi người. Cá chim này thì đa số là nó đi một cặp, nhưng mà con nào đi lẻ loi là tiền sẽ bắt nha. Thêm một con nhum nữa. Con nhum sò tháng này thì giá trị lắm cả nhà, 25.000 một con. Về gạch là đầy luôn cái con nhum. Cả nhà ăn nhum tháng này là hợp lý. Cả nhà có phát hiện ra con gì không? Đây là một cục đá di động này. Nói đùa chứ đây là một con cá giớn thuộc dòng họ cá mặt quỷ. Là cá này thì nó ngụy trang tựa như cục đá để săn những cái con cá khác á. Cái con cá nào mà chạy ngay trước miệng thì nó đớp ngay. Đây là một con cá kình trắng. Tiền hay nói luộc lên của anh tráng chấm với mắm mì ăn. Còn cá bò lé, còn gọi là bò dê giấy. Cá này bắt tay rất chi là dễ luôn. Con này thì hơi to. Nói chung là khả năng to là tiền sẽ bắt nha mọi người. Có một con hào hương nằm ngay cạnh này luôn. Tính ra là chỗ này là hai con hải sản, tiền cũng kiếm được vài chục ngàn ngay cái chỗ này. Con này chọt có vẻ khó đây. Ồ, mới vừa nói thì chọt phát nó đã được ngay. Dễ dàng ghê. Còn cái thèn này. Ồ, nó chạy mất tiêu rồi. Còn cái thèn đá nha mọi người. Chỗ này được con ốc bàn tay nữa. Bù lại được con này thì cũng có giá trị hơn là con cái thèn. Để tiền phe thử còn cái con nào không. Ở bàn tay này thì chủ yếu là luộc lên hoặc là nướng mỡ hành. Ôi cha, thì ra là con cái thèn nó chạy qua phía này bị một cái con gì đây ta, tiền quên mất tên rồi. À, con này ở tiền còn gọi là que cải. Que cải này thì nó ăn thịt sống nha mọi người. Cũng giống như là cái bông que trên rừng ăn thịt động vật vậy đó. Khi mà bám vô chế này thì nó sẽ búng những cái sóc tua vào những cái con cá gai tê và gai bà liệt. Thế là nó chế dần dần là sẽ là mùi ngon của bắp cải. Con này là sò ta tượng nè mọi người. Sò ta tượng đực. Chú chè con này chắc là sống nó đánh nghiêng qua một bên. Cái nhà thấy một bên đóng dơ, một bên dưới két thì trắng trẻo đẹp đẽ nhờ. Cái con này ở ngoài tiên là đồ quốc cấm, hầu như là đang có hạn chế bắt hoàn toàn. Vì thế thì tiên cũng quay cho cả nhà xem và thôi chứ là không có bắt nha. Nếu mà bắt mấy anh biên phòng kiểm tra là phạt mấy chục liệu. Em nhâm sò nữa nè. Nhâm sò này thì đầy gạch luôn. Cả nhà ra ngoài đảo Phú Quý thì nên thưởng thức món nhâm nướng mỡ hành. Ăn vô thì một người ăn hai người khen luôn. Nhâm sò sẽ bỏ một cái vực riêng để nuôi. Phát hiện ra một con hạ sâm. Hạ sâm này tiên còn gọi là hạ sâm sâu. Loại này thì cũng chỉ 5.000 một con thôi. Nhìn nó chắc lắm mọi người. Để bắt những loại hạ sâm mà không còn nuôi sống á, thì đa số là sẽ chích để lấy cái nội tạng của nó ra nha. Vì nội tạng của nó chủ yếu là két trong đó thôi. Để nhiều trong đó thì nó sẽ bị nặng cái vợt của mình. Đây một con cua xanh gậy đá nữa nè. Mấy cái con cua này thì nó hung dữ lắm, nhưng mà biết cách bắt thì nó cũng dễ dàng. Cua này về bán thì mấy chục nghìn một ký, hoặc là 150.000 một ký. Bắt nó thì bắt phần yếm ở phía lên này thì nó không có cắn được đâu. Chỗ này thì có thêm một con ốc bàn tay nè. Ốc bàn tay này đa số nó sẽ đi hai con một cặp nha mọi người, nhưng mà chỗ này chỉ một con. Còn thứ hai, tôi trả tiền may mắn đây. Có khi là nó trúng mánh rồi á, là đi nó gặp lìa địa luôn mọi người. Có chỗ là 4-5 con. Còn đây là một con ốc sắt nè. Ốc sắt này thì nó có một cái vòi kim cực kỳ độc luôn. Nó được ví như là một lần 10 là độc nhất dưới đại dương đó mọi người. Nó thì ăn thịt cá sống. Nó có một cái tim bắn con cá là đờ luôn á. Chỗ này thì có một con cua. Con cua một tay.
Tiền sẽ bắt cái con này luôn. Một tay thì không có dễ dàng gì mà cắn được đâu. Chụp một càng như thế này là khỏi chạy thoát. Còn mua ốc nữa. Chắc là anh em mình chạy cái vị trí này chủ yếu là ốc, cho nên tiền được ốc la dai. Quá đẹp. Làm thêm là một con ốc nè mọi người. Cả nhà thấy vị trí ốc này có ốc, hải sâm này có hải sâm. Tháng này thì hết mực nang rồi. Còn đây là một em hào hương. Con này dễ bắt ghê chưa. Nó không có ký sinh trên những cái tảng đá to. Ký sinh trên mấy cái tảng đá nhỏ này thì chụp phát là được ngay. Cứ được một con như thế này là tiền được 20 mấy 30 nghìn. Còn đây là cái con trình nè, nó to chè bé lửa luôn. Tiền rất là khoái ngắm nha mọi người, giống như là một cái con thủy quái. Khúc này thì tiền đang có đói, với lại tiền bị chất axit ở ba tử nó ệ lên á, cho nên rất là nóng càng cổ luôn. Đây là cách mà tiền chữa đói và trị bị ở nóng càng cổ nè. Tiền sẽ mang một cái bịch sữa xuống dưới nước để uống như thế này. Khỏe thật thì 100 ml sữa thì chỉ có uống được khoảng 70 thôi, còn 30 thì nó sẽ chảy ra ngoài. Có một chút nước mặn vô trong miệng nữa nha mọi người. Tiền cũng đã uống xong. Khi mà uống được thì nó sẽ khỏe, nó có sức là mọi người. Cho nên săn bắt nó sẽ hiệu quả hơn. Nó không bị buồn ngủ ở dưới nước và không bị ở nắm càng cổ. Rồi bọt sữa này thì tiền sẽ mang lên lại. Ok, giờ thì cùng đi săn hải sản với tiền tiếp nè. Cả nhà biết đây là con gì không? Đây là một con cá giớn. Nó thì thuộc dòng họ cái mặt quỷ nha mọi người. Nó sẽ ngụy trang như cục đá. Nó trẻ khác gì cục đá hất trơn. Thường thì nó sẽ ngụy trang để săn những cái con cá mà chạy ngang trước cái miệng nó đó. Cá này hiện tại thì chỉ có 10.000 thôi, cho nên anh em không có bắt. Còn cái hang đá này tiền phát hiện ra một con tôm hùm nè. Cả nhà thấy không? Đây là cái con tôm hùm đỏ baby. Cái con tôm hùm đỏ này thì to lắm thì khoảng 400 g đổ lại thôi, chứ không có to hơn nữa. Con này thì đâu đó non 100.000. Ở ngoài tiền tôm hùm bao giờ rất là được rẻ mọi người. Là một thì nó rơi vào tầm 950 đến 1 triệu một ký bán cho các nhà bè. Còn mà loại 2 thì rơi vào khoảng 400-500. Chỗ này tiền phát hiện ra tặng 2 con ốc nữa. Một con ốc bàn tay, rồi là ốc ăn, với là một con ốc nón. Ốc này ở tiên còn gọi là ốc lứa nha mọi người. Chỗ này tiên cũng kiếm được 100 mấy nghìn, 101, 102. Tuy nó vậy thôi chứ còn là nhiều thứ nó cũng được dễ lắm nha. Tại vì hàng ở ngoài tiên bây giờ rất là giá trị luôn. Cũng may là nhờ phát triển du lịch, cô chú anh chị ra ăn nhiều, cho nên mọi vật chất nó tăng lên. Và từ đó anh em cũng có kiếm thêm thu nhập một chút. Còn sa biển rất là đẹp. Đa số sa biển thì đều có 5 cánh, nhưng mà có một số loài thì có tận 6 cánh. Con này thì nó cũng ăn san hô nha mọi người. Chỗ này có một con cái dìa bông nè. Chiên tiên đã xong được nó rồi. Cái này ở ngoài tiên còn gọi là cái dìa lê mít. Nó tựa giống cái lê mít á. Dưới cái hang sâu này có một con cá rất là to. Cái này ở tiên gọi là cá nắc phi. Con này ở trong kè né một số anh em mà khoái ăn lắm nè. Trong cái hang này có con cá chim muối nè mọi người. Còn cái nanh heo. Để tiên bắt thử có được không nha. Cái nhà thấy không? 2 con cá luôn. Tiên sẽ bắt cái con cá nanh heo. Tiên đã xong được nó rồi. Trời, không biết lôi về có được không ta. Đấy, được nó. Chua chè đẻ ghê chưa. Mấy cái con cá này màu sắc đẹp ghê. Cái tảng đá này rất chi là to luôn nè mọi người. Tiền để bắt được con cá nanh heo. Còn con cá nắc phi này thì cũng to lắm. Con này khoảng 3 kg. Nói chung cá này rất là hiền và dễ thương. Cái như hình dung thì cái chân của tiền nó bé xíu à. Nói như cái này không có bắt nha. Thẻ đi. Cái con cua này thì đang có săn mồi. Cua thì ăn những cái con ốc nè, những cái con hầu đá. Cua gián này thì món em tuyên sẽ bắt nha.
chỗ này có nguyên một bùa san hô sống luôn. Đế san hô này ở ngoài tiền gọi là sừng nai, nó tựa giống như là một cái sừng hươu, sừng nai gì đó mọi người. Trong này quá trời ké luôn đây. Tiền thấy ba bốn con ké mó vẹt luôn, một con, hai con, ba con. Mấy cái chỗ này ké bé tí không à, cho nên tiền không có bắt nha. Nếu không có gì thay đổi thì cái cục đế này nó sẽ lớn và to hơn nữa luôn. Nhưng mà hy vọng không có những cái con xa biển ra dòm ngó tới. Có một số chỗ nó cũng đã chết và nắm mốc rồi. Ở này quá trời ké mó luôn nè mọi người ơi. Đúng là san hô sống thì sẽ có ké ở nhiều hơn. Chỗ này có một em cua gạo nè. Mấy em cua gạo này thì không phải cua này mà nhỏ đâu. Những cái con này thì to chè bé rồi cả nhà. To đùng á, to nên tôi mới bắt, nó không có lớn hơn nữa. Ôi cha, đây bây giờ mới được một con ốc bu nè. Ốc bu lấn này nó cũng thưa thớt nha mọi người. Lấn trước thì được cũng nhiều lắm. Con này thì không to mấy nhưng mà được tầm trung. Cũng mua một dế với lạ to. Khóe đẻ luôn. Con này mấy chục nghìn đó mọi người. Hình như khúc này thì mấy anh em đang có tập trung lại. Thì cả nhà biết rồi đó. Tập trung lại là lúc mấy anh em mình lên. Đây là thành quả em Trương. Ôi em Trương được một con ốc hoàng hậu. To lắm mọi người ơi. Ốc hoàng hậu thì ở ngoài tiền mua 400 nghìn một kilo. Rồi giờ thì đu cái sợi dây đế này lên để giảm ép nha mọi người. Đu lên càng chậm thì mình nó khỏe hơn, chứ đi lên nhanh quá thì nó không được. Bây giờ thì tiên mời cô chú anh chị lên xem thành quả của số anh em mình. Mọi người, hồi tăng giờ thì mấy em được một con thủy quái. Đó chứ đây là có con trình. Rồi sau hiện tại thì mấy em mình cũng xong một đêm này. Tăng này là tăng sáng thì anh em mình sẽ được nghỉ về ăn cơm. Hải sản thì không có gì nhiều, chủ yếu là nhum với lại ốc với lại hàu. Nói chung thì cũng có bài bè nha mọi người. Hiện tại thì ở ngoài tiên biển êm, thoải lâu và biển êm á, nó khó hơn. Thì cứ 6 vợt đổ ra rất chi là nhiều luôn. Vã gì anh thật. Rồi được thành quả là như này đây. Ở đây là bè vợt, phía này thì bè vợt. Có mớ cua gián này. Cua gián này thì bè mấy 40 nghìn một ký nha mọi người. Cua cá sài. Đằng sáng thì bắt đầu mình sẽ neo luôn nha. Đeo để ngủ nghỉ. Giờ dẹp xong thì sẽ ăn uống. Rồi mấy con ốc bàn tay này. Ốc bu. Tạm thời thì buổi sáng hôm nay thì mấy anh em mình cũng chọn đẹp xong rồi. Ké thì cũng bỏ đá xuống để muối.
rồi, học số 5 này là học kế của mấy anh em mình. Còn cái đống kế chim này thì anh em mình sẽ nấu ăn nè. Hôm nay buổi sáng hôm nay để ăn kế này. Nó chưa từ 6 giờ tối tới bây giờ mới được ăn. Giờ chắc cũng 3 giờ mấy rồi. Còn là 2 giờ mấy tiêu cũng không rõ nữa. Rồi một lớp hầu 6 túi tầm mấy con. Thì đài lớp thì anh em mình sẽ phủ đế lên cho nó bằng mặt, bỏ đế lên đường khỏe về cho nó bằng rồi tới lớp khác nha. Đây, ở đài có mớ mực lé chiều hôm qua với anh em mình câu được nè. Ô, khoảng 90kg á. Đây mọi người, đây là có con trình với anh em mình đã bắt được nè, thủy quái. Đi chút nữa coi. Đây là cái con trình mà hồi hôm mà mấy anh em bỏ xuống ở cái kiệt sau phía sau này. Hiện tại thì nó đã chết rồi, xong bắt lên. Cái con trình này thì 1,5m luôn mọi người. Để tiền đo cho cả nhà xem nha. Ồ nó to kinh khủng luôn. Cái cây chĩa này thì 1,2m này. Nhưng mà nó quế luôn. Đấy, con này thì khoảng 1,5m, quẻ dài ha. Giờ thì để tiền ẩm lên cho cả nhà mình hiểu rõ thêm. Đây, cả nhà thấy thì nó to kinh khủng luôn. Con hồi hôm mà tiền với lại thằng Kim bắt ở trong cái hồng nấu á. Lúc hồi hôm thì thấy nhỏ chứ, nhưng mà bây giờ thì thấy nó to như thế này đây. Để tiền cho mọi người thấy. Trời, gặp bằng tiền luôn rồi. 1,5m. Không biết mọi người thích cái món trình này không chứ ở ngoài tiền với mấy anh em tiền thích ăn nó với cái món ôm xẻ ớt. Đây cả nhà thấy cái con cái hàm răng của nó này. Ủa chà chà. Con bị chân. Gớm thiệt. Biển lắm. Cái con trình này nó cắn một phát nó sẽ say nha mọi người. Nó xài sức hơn một cái cục nẹt to lắm. Nói chung trình này bén, răng bén cực kỳ. Mọi người đồ con này bao nhiêu? Tiền với anh em đồ con này khoảng 12-15kg. Rồi hiện tại thì cũng để sáng rồi. Mấy anh em chuẩn bị làm buổi sáng để ăn sáng về nghỉ ngơi. Cứ một đêm thì sẽ bê tăng từ 6 giờ tối tới lại 2 giờ sáng. Xong rất là ngủ nghỉ. Bây giờ cũng đã 8 giờ sáng rồi nha mọi người. Rồi bây giờ cô Tiên cũng kết thúc video tại đây. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị để xem những cái video lặn biển và có những góp ý cho Tiên để khắc phục những cái điểm sai. Tiên cũng chân thành cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị trong nước và ngoài nước cũng luôn đồng hành và ủng hộ cho Tiên. Bây giờ thì Tiên chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Hẹn cô chú anh chị vào video tiếp theo. Giờ thì xin chào.